Ở đây là Denver ha mọi người ha. Denver là cái thành phố lớn nhất của Colorado mọi người. Cái khu này là cái khu dân cư ha. Rồi khu đây là Costco nè. Costco là người bán thường thường là bán những cái bác sĩ á mọi người. Vô trong đó người ta bán cái gì cũng nhiều hết á. Ở đây là đó khu buôn bán. Thế còn những cái căn nhà kia là những cái căn hộ nha mọi người. Căn hộ bên đây nó kêu là apartment á. Đây. Thường thường những cái căn hộ á, người ta thường xây ở những cái khu trung tâm gần cái khu mua sắm ha. Xa xa là nhà người ta kêu là single house, là nhà biệt lập á. Thường thường những căn nhà biệt lập á nó không có nằm ngoài đường đó mọi người, nó nằm ở trong thôi mà. Thank you.
toàn là xe không, toàn là bán xe không, bán xe tập trung mọi người, tập trung một cái khu vực bán xe, trời ơi quá trời lớn luôn.